Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi đem đến cho quý vị một video trình bày cách làm bóng ở trong Photoshop để mình làm cho những cái vật thể của mình nó có thể nổi lên, nó có thể nổi ra khỏi cái mặt phẳng. Và cái thứ hai là tôi trình bày cho quý vị và các bạn một công cụ rất là hữu ích ở trong thiết kế, nằm ở trong filter, distort, lệnh twin. Thì lệnh twin đó quý vị nhìn thấy đã tạo ra được những cái vùng mà xoắn từ trong ra ngoài rất là đẹp. Và để sử dụng được lệnh twin thì quý vị phải có một cái vật nó nhiều màu nha quý vị. Quý vị sẽ bao một cái vùng tròn nhưng mà nó phải có nhiều màu chuyển màu trên đó thì nó mới đẹp. Hoặc là cũng có thể là một màu nhưng mà nó được chuyển từ đậm qua lạc hoặc từ lạc qua đậm. Thì cái bài của tôi ngày hôm nay là tôi xin trình bày cho quý vị là dùng lệnh twin để chuyển thành hình xoắn của những cái vật được chuyển từ lạc, từ màu sáng qua màu tối, từ màu lạc ra màu đậm. À, sau đây là phần trình bày video của tôi. Giống như tôi vừa mới trình bày thì quý vị cũng mở Photoshop ra và quý vị vào file, new một file mới vẫn giống như mọi khi ạ. Sau đó mình cũng mở một layer mới quý vị. Trên layer mới này quý vị vào công cụ mà chọn vùng hình ellipse đây ạ. Ở dưới cái chọn vùng hình vuông nó là chọn vùng hình ellipse. Thì mình cứ chọn một cái vùng hình ellipse lên trên cái layer này ạ. Bây giờ ở cái vùng chọn này thì quý vị dùng cho mình gradient nha quý vị. Ở trong này hôm trước tôi có thiết kế sẵn rồi. Thì là cái ý của mình là gradient nó sẽ đi từ đậm quý vị ha, và nó sẽ chuyển dần nhạt cho đến màu trắng. Thì quý vị ok, quý vị mà thích chuyển các màu thì quý vị chỉ cần kích chuột vào từng cái cục này rồi quý vị đổi màu thôi ạ. Ok, xong bây giờ ánh sáng mình sẽ lấy chiếu 45 độ quý vị. 45 độ thì quý vị giữ chuột từ dưới kéo lên trên như vậy cho mình. Đây ạ. À. Thì quý vị sẽ thấy ánh sáng nó đi tới đây là cái vùng nó tối rồi đó ạ. À. Sau đó quý vị vào trong filter. Quý vị chọn cho mình distort rồi chọn cho mình twin. Ở đây twin mình sẽ làm 3 lần nghe quý vị. Kéo cái thanh này lên hết cỡ rồi ok thôi ạ. Được không ạ? Sau đó mình vào select, mình deselect bỏ chọn. Quý vị nhớ dùng lệnh twin hay lệnh zigzag thì ở trong Photoshop quý vị đều phải có cái vùng của nó, quý vị mới tạo ra được một cái hình mà nó nổi như vậy nghe quý vị. Rồi bây giờ với cái hình nổi như vậy rồi thì mình sẽ bây giờ quý vị sẽ giữ phím Alt Left, mình gấp một cái mình đưa lên đây thêm một lần nữa được không ạ? Cái này quý vị thích thích cho cái dĩa này nó nổi lên chừng nào thì quý vị đưa xa ra chừng đó, quý vị cũng có thể đưa ra tới đây, ví dụ như mình đưa ra tới đây quý vị thả chuột ra. Bây giờ cái lớp ở dưới này này quý vị giữ cho mình phím Ctrl và bên ảnh thumbnail của nó đó quý vị kích chuột vào, click chuột vào đó. Mục đích để mình tạo ra cái vùng chọn này này quý vị. Và sau khi đã có vùng chọn rồi quý vị sẽ gấp cái vật đó quý vị bỏ vào trong thùng rác nha quý vị.
Rồi chọn lớp background, quý vị mở cho mình một layer mới. Và sau đó quý vị set cái bảng màu lại thành màu đen. Rồi mình sẽ dùng công cụ hũ mực, quý vị đổ mực vào đây, quý vị đổ màu đen vào. Vào select, quý vị deselect bỏ chọn. Vẫn ở cái lớp màu đen thì quý vị sẽ kích chuột vào filter và quý vị chọn cho mình blur và chọn Gaussian blur. Bây giờ cái độ nhòe ở dưới này này quý vị, thì quý vị sẽ giảm bớt xuống đó, quý vị giảm cho, quý vị tăng giảm nha. Ví dụ mình tăng lên tới đây là nhìn nó đó, nó vậy, mình giảm xuống sao cho nhìn thấy cái đường viền nó mờ là được ạ. Quý vị kích vào OK. Bây giờ ở bên cái phần opacity bên này thì quý vị sẽ giảm xuống. Được không ạ? Đó, bây giờ quý vị nhìn thấy cái vật này nó đã được bay lên trên rồi đúng không ạ? Đây ạ. Nó rời ra khỏi cái mặt phẳng, nó bay lên trên rồi. Nó nhờ cái bóng ở dưới này. Thì quý vị muốn cho cái bóng này nó nhòe mà nó thật hơn thì quý vị lại vào filter, quý vị lại vào blur và quý vị lại chọn Gaussian blur đó, cho nó nhòe đi thêm một lần nữa. Bây giờ hoàn toàn cái vật mình vừa vẽ nó đã rời ra khỏi cái mặt phẳng và nó bay lên ra ngoài rồi đó ạ. Bây giờ tôi sẽ vẽ những cái, tôi sẽ giả những cái bánh nha quý vị. Mình sẽ giả những cái bánh để mình đặt lên trên này. Thì quý vị mở cho mình một layer mới nằm ở trên cái lớp này nha quý vị. Hồi nãy mình làm bóng là làm dưới cái lớp này, cái lớp layer copy một đây quý vị, cái bóng nằm dưới. Thì bây giờ mình mở lên trên một cái layer mới, quý vị lại dùng công cụ hình ellipse, quý vị sẽ vẽ lên đây một cái hình ellipse. Bây giờ để cho cái bánh mình á, nó giả một cái bánh mà nó màu khác đó quý vị. Thì quý vị sẽ chọn các cái màu ở đây ra màu khác à. Ví dụ bây giờ mình chọn ra màu cam nghe quý vị. Ok. Đây ạ, à, mình cứ kích chuột vào từng cái vùng này rồi mình đổi màu ở đây thôi. Rất dễ đúng không ạ? Ok. Thì mình lại kéo đúng theo cái chiều lúc nãy đó quý vị, kéo lên như thế này. Bây giờ ở dưới cái lớp này này quý vị, ở dưới cái lớp đó đó, quý vị mở cho mình một một cái layer mới ở đó quý vị, mình lại làm cái bóng giống như thế này này, nhưng mà bóng lần này thì bóng ít thôi, đó ở dưới này quý vị mở một layer mới, thì mình sẽ lại vào cái công cụ vẫn để vùng chọn này nghe quý vị. Quý vị lại vào cái công cụ hình ellipse đó. À, thì mình mới kéo được cái bóng này ra một chút xíu như thế này à. Đây ạ, à, tôi kéo ra như thế này. Rồi quý vị lại đổ màu đen vào đó. Vào select, mình deselect, mình bỏ chọn đi. Quý vị lại vào filter, quý vị lại vào blur và chọn Gaussian blur. Thì lần này mình phải đó, như vậy là thấy nổi rồi đây quý vị. Ok. Quý vị cũng giảm cái opacity xuống nha. Đó, nó cỡ cái bóng như vậy là được rồi. Bây giờ quý vị thấy nó nổi không ạ? À?
Quý vị chọn vào lớp cái hình mà mình dùng gradient đó quý vị. Quý vị giữ phím Ctrl kích vào đó cho mình. Rồi sau đó thì quý vị lại vào filter, quý vị vào distort. Mình vẫn dùng twin nghe quý vị. Ok. Và cũng 3 lần ạ. Ngày hôm nay mình chỉ sử dụng cái lệnh twin này thôi. Rồi quý vị vào select đi, select mình bỏ chọn đi. Bây giờ quý vị sẽ mẹt hai cái lớp bánh này lại nha quý vị. Quý vị giữ phím shift, mình chọn hết hai lớp này lại. Xong rồi quý vị sẽ mẹt layer. Đó, bây giờ mình có một cái bánh này, mình đặt đâu quý vị cũng thấy nó nổi lên hết đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ lần lượt tôi giữ phím Alt+Left để tôi gấp xếp nó vào trong cái dĩa này. Rất nhiều bánh đúng không ạ? Như vậy là vừa rồi tôi cùng với quý vị và các bạn mình đã nghiên cứu đến bóng ở trong Photoshop và mình đã xử lý được những cái vật của mình cho nó nổi ra khỏi một cái mặt phẳng bằng cách mình thêm cho nó bóng vào. Thì video của tôi xin dừng lại ở đây. Và kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin chào.